Hôm nay ngày vui đầu năm, tôi được diện kiến lại các bạn nơi đây. Chúng ta trong một ý thiện lành, hướng thượng, tu tiến, phát triển tâm linh. Trong cái cơ biến chuyển của sinh cơ này, chúng ta cần hướng về tâm linh, đoàn tụ về tâm linh, cũng giải được cái nạn tài tại thế. Mọi người đồng tu đồng tiến là quan trọng. Chúng ta tu để hướng thượng giải quyết tâm linh của chính chúng ta và phát triển từ vô cùng, mới tránh được nạn tài. Chuyện bên ngoài ngày nay không có ý lại được nữa. Từ xa xưa đến bây giờ thờ cúng đủ chuyện, nhưng mà thiên cơ là thiên cơ, biến chuyển là biến chuyển. Phải sửa tâm thức mới giải quyết được. Nếu không bằng lòng sửa tâm thức là chỉ đụng phải ngoại cảnh là chịu khổ, chịu không nổi. Thiên cơ bão lục nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chúng ta đã thấy, đã nghe hàng ngày sự vô cùng chấn động của quả địa cầu càng ngày càng gia tăng, không có giảm bớt được. Nơi nào trên mặt đất cũng không được bình yên, mà chỉ có tâm thức thanh tịnh mới được bình yên. Chúng ta tu chọn một con đường phát triển tâm thức bên trong, hướng thẳng lên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ mà tiến qua. Nơi đó mới là thật sự hòa bình và không có bị đậm đất, không có nguy hiểm. Tâm chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh. Xây dựng tâm hàng rào tâm linh là cần thiết. Tất cả thế giới đang hướng về vật chất, cảm thấy kinh tế càng ngày càng suy đồi, mà tâm linh là căn bản của chúng ta. Khi giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đã có tâm linh và phát triển tâm linh, thì tâm linh chúng ta mới tiến qua được. Sự thanh nhẹ vô cùng ban chiếu hàng ngày, cũng như mặt trời mặt trăng cũng vậy. Và chúng ta hướng tâm về đó mới có cơ hội đột tụ ở tương lai. Hướng về vô cùng mới có chỗ dừng chân khi mà về sát. Thường sự thanh nhẹ trên hết. Tu để tiến, không có tu để lùi. Tiến là tiến vào lĩnh vực nào? Lĩnh vực thanh tịnh kêu bằng tiến. Mà muốn có lĩnh vực thanh tịnh phải buông bỏ tất cả những chuyện đời trong tâm thức của chúng ta, không ôm lấy sự tranh chấp mà tạo khổ ở tương lai. Bơ vơ ở cõi thế gian rồi bơ vơ ở cõi âm nữa, không phát triển được vì lòng tham. Thì Phật đã nói tham sân si hỉ nộ ái dục. Ái ố dục là cái tham trước hết. Tại vì tham mà khổ mà thôi. Người ở thế gian không khổ, không tham, không có người nào khổ hết. Tham khổ, chứ chúng ta ăn mặc đâu có bấy nhiêu, tài phí không có bấy nhiêu. Mà vì tham, muốn có thêm, là tức là tạo động cho chính mình, thì phải khổ mà thôi. Bệnh càng bệnh thêm, càng lo càng bệnh thêm, mà chúng ta giải mở nó ra không có lo nữa, sung sướng thanh nhẹ, hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, thì quá quá sanh sanh là định luật của trời đất đã sắp đặt. Chúng ta chỉ phát triển để hưởng mà thôi, chứ chúng ta không có tạo ra được cái gì. Manh áo, căn nhà cũng là đấng toàn năng cho chúng ta, để chúng ta không có tạo được. Không có người nào có khả năng tạo ra hột cát tại thế gian, mà cứ đâm đầu giành giật với nhau. Rồi bây giờ các bạn thấy kinh tế càng ngày càng suy sụp, khắp thế giới đều bị ảnh hưởng. Vì kinh tế là cũng do lòng tham của con người. Tham không được là chỉ có sụp đổ mà thôi. Gia đình chúng ta mà hiểu một người một vị trí, tu tiến phát triển như vậy là lúc nào cũng bình an. Tâm linh là quan trọng. Tâm linh là cái vốn căn bản, mà không lo phát triển thì mất tâm linh, tương lai phần hồn thì chết rồi, sát thác Rama bơ vơ mà thôi. Nhưng mà nói hoài về lãnh vực căn bản của con người, phải tự thức. Chỉ tu của vô vi hướng thẳng lên trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ mới có tiến hóa được. Luồng điển cái của vũ trụ mới xây dựng cho chúng ta tiến được. Mà nếu chúng ta hướng đạo này đạo nọ, chỉ có, thế gian chỉ có một đạo mà thôi. Họ bày đủ thứ đạo, nhưng mà chỉ rốt cuộc có một đạo tình thương và đạo đức, một đạo mà thôi. Họ bày đạo này đạo nọ cũng trong góc tình thương và đạo đức mà thôi. Chúng ta biết biết mình tu sửa cứu mình là thực hiện tình thương và đạo đức. Trời đất đã cho chúng ta có thể xác an nhiên, có khối óc mà không biết thương mình, không biết sửa mình là chúng ta mất hẳn cái khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Thì chỉ có bơ vơ thôi, chỉ có một đạo mà chạy tầm lum thế, rồi cạnh tranh, rồi đạo phá đạo, khổ thêm, không có tiến được, trong chấp mê và không giải quyết được. Cho nên chúng ta đã không nhiều thì ít thực hiện vô vi. Thiền đã đem lại sự bình an của chính mình, thương mình, giải quyết cho chính mình thì mới ảnh hưởng được gia càng tốt. Và cha mẹ chúng ta có ở nơi chín suối cũng thương mến chúng ta, vì chúng ta biết ăn năn hối sám hối, tu sửa để tiến, chứ không có chịu lùi nữa, tiến về lãnh vực thanh tịnh để tự cứu. Ngày hôm nay các bạn đang tu đây là tự cứu chứ không có hại mình. Như hướng ngoại là chỉ có hại mình, không có cứu được. Tiền tài danh vọng đều là hại mình mà thôi. Ngày hôm nay làm được tổng thống đang lo âu, khổ ghê lắm, không giải quyết được. Chúng ta làm người là vua của bản thể mà không biết lấy chính mình là bị đe đọa. Càng tu càng thanh tịnh, thấy rõ khả năng sẵn có của chính mình, mà tin tưởng đến khả năng của chính mình có thể trở về với gốc gác của chính mình mới là người tu. Nuôi cái tinh thần dũng chí thăng hoa đó mà trở về với chính mình mới thật là người tu. Còn nếu mà tu mà hướng ngoại là không phải người tu, tạo động với chính mình không phải người tu, sửa tiến mới là người tu. Mọi trạng thái mà hành tình khối óc, hình thành khối óc và cơ tạng này mà chúng ta không chịu xây dựng cho khối óc và cơ tạng tiến hóa để hiệp nhất cùng càng không vũ trụ là chúng ta là người có tội. Cho nên là tu, là sửa, là tiến trong trật tự mới thật sự là thanh tịnh. Mất trật tự là mất thanh tịnh. Nhiều vị trước kia cũng đã tu vô vi, chạy đông chạy tây, rốt cuộc thì cũng phải trở về. Vì tu là phải giải bỏ, tu phải dẹp mất, tu không có ôm. Nếu ôm là còn đậm. Chúng ta tu, chúng ta giải bỏ rồi ta không thấy khả năng của chính mình. Có khả năng giải bỏ thì các bạn thấy là trong khi chúng ta khổ không thể giải quyết được, mà rốt cuộc đâu sẽ vào đấy, mọi việc đều yên hết. Thì phải nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh là quan trọng hơn. Cái chuyện đời không có làm giúp chúng ta được. Chê khen là chuyện đó để dành cho đời, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, nội tâm chúng ta bằng lòng phát triển trở về với thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta là mới thấy rõ phần hồn, vị trí của phần hồn là quan trọng nhất trong cái tiểu thiên địa này, trong cả càn khôn vũ trụ này là phần hồn là quan trọng nhất. Tiến lên mới giải quyết được, tiến lên lên khai triển lãnh vực thanh tịnh mới giải quyết được. Cho hôm nay đầu năm chúng ta có duyên lành vui hồn. Tôi là một người tu luyện mấy chục năm. Năm nay tuổi ta tôi cũng là 76 tuổi rồi. Thì được duyên lành gặp các bạn ở đây, các bạn nhìn tôi vẫn khỏe mạnh. Vì tâm tư không có ôm chuyện đời nữa, không của cải, không địa vị, chỉ có tình thương mà thôi. Đến đây tôi không có tiền bạc, tôi đến đây với tình thương và ân cần, nhắc nhủ các bạn phải trở về với chính bạn gấp rút để tránh được cái thiên cơ tai nạn sắp tới. Đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống của các bạn. Các bạn có khối óc vô cùng phát triển, không phải là giới hạn đâu. Đừng có nghĩ sai mình là giới hạn. Cố gắng tiến về thanh tịnh tức là tiến tới vô cùng. Mà đạt tới vô cùng là chúng ta khi lìa xác chúng ta có chỗ dừng chân tốt đẹp, không bị mơ vơ nữa. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Chúc các bạn năm mới vui khỏe, thanh tịnh và tu tiến. Dạ kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Hôm nay chúng ta được duyên lành đón rước thầy đến đây tham dự buổi thiền chung và sinh hoạt của chúng ta. Dạ kính thưa thầy, hàng tuần chúng con hội họp nơi đây được khoảng 20 mấy bạn đạo để chung thiền, và sau đó bàn cãi về một vé tám. Hôm nay có thầy tới, có sự ngạc nhiên là thiền đường này đông hơn gấp 3 lần. Vì sẵn thì nay thì chúng con vẫn tiếp tục sinh hoạt một vé tám, mà lần này rất là đặc biệt có sự hiện diện của Đức Thầy. Nếu sau khi chúng con trả lời Đức Thầy ấy có gì thiếu sót, Đức Thầy bổ túc, vì đây là dịp may rất là hiếm có, mà nhất là tuần lễ đầu năm mà được Đức Thầy đến sinh hoạt chung chúng ta, mà được các bạn một năm đến thì được một lần, như vậy cũng mừng lắm. Ngoài các bạn đến hàng tuần, rồi hy vọng rằng các bạn tham dự buổi sinh hoạt ngày hôm nay trong năm sẽ có duyên lành đến hàng tuần với chúng ta để cùng sinh hoạt. Trui luyện là phải thiền thường xuyên, tu niệm Phật cũng phải thường xuyên. Ăn một ngày 3 buổi, ăn cơm cũng ăn thường xuyên, con người mới lớn mạnh. Rồi chúng ta tu là hướng về không, ăn cái điển thanh khí của trời đất thường xuyên như vậy mà phần hồn chúng ta sẽ mạnh. Rồi có lập trường mới phát triển được, chứ không phải bây giờ tôi gặp tôi tu chút thôi rồi mai tôi bỏ. Cái đó là không được, tự hại mình. Đường lối rõ ràng, mình chỉ đi tới không đi lùi. Mình xuống đây từ thanh tịnh, học kích động và phản động để trở về với thanh tịnh. Có cơ hội giải thích để mở tiếng tới thanh tịnh. Tại sao mình không tham gia học để mở tiếng sự thanh tịnh của chính mình? Khi mà mở tiếng được sự thanh tịnh là hồi phục được cái vốn thanh tịnh của chính mình. Lúc đó mình thấy giá trị của Phật trời ra thế nào, để mình kính yêu trời Phật, để mình được nhận được cái từ quan thanh nhẹ trong cuộc sống, yên ổn hơn thay vì động loạn. Cảm ơn quý thầy. Sau đây thì chúng con sẽ tiếp tục học một bé tám cũng như hàng tuần với sự hiện diện của Đức Thầy. Kính thưa quý bạn đạo, sau đây chúng ta tiếp tục học một bé tám. Với phép tôi xin đọc bài thư ngõ của Đức Thầy. Thức giác, tâm an khai triển, lý sanh tồn, vỡ lẽ trần gian vẫn ác ôn, trí tuệ không khai, tâm loạn động, sửa mình thức giác, rõ phần hồn. Lương Sĩ Hằng, Hồ Vi, 18 tây tháng 11, 97. Hỏi: thiên cơ bất khả lậu là sao? Thiên cơ bất khả lậu là sao? Kính thưa Thầy, thông thường chúng con ít người thì chúng con chia ra, như thì có 7 câu hỏi, nếu mà 14 người thì 20 câu. Hôm nay đông quá thì chúng con cũng kêu lại một số bạn đạo để trả lời, rồi sau đó những người nào muốn đóng góp thêm thì xin đóng góp. Giờ thì chắc con bắt đầu kêu từng hàng xuống. Dạ, hàng đầu thì xin mời Siêu Lan với bác Thái có ý kiến gì về cái câu này không? Chị Siêu Lan vừa nói là thiên cơ bất khả lậu là nếu mà mình không có tu hành thanh tịnh thì mình không có thể nào hiểu được thiên cơ đó. Nhưng mà nếu mà mình đạt cái sự thanh tịnh lúc đó mình sẽ biết được thiên cơ như thế nào. Dạ, tiếp theo đây không biết có bạn đạo nào có ý kiến khác hay không? Các bạn đạo cứ tự nhiên, đây là dịp may có Thầy, nếu mà có gì thì Thầy sẽ bổ túc cho, cũng nên đừng ngại. Thiên cơ bất khả lậu là cái chuyện trời đất nó không có thể tiết lộ ra ngoài được. Nếu mình mà tu mình có thấy được cái gì đó mình cũng không có nên tiết lộ ra ngoài. Tại vì mình tu chuyện trời đất đó là chuyện chung, mình cũng không tiết lộ được là sợ lộ thiên cơ. Còn chuyện của mình đó là để mình chứng lấy thôi, chứ không phải để khoe khoang hay là cái gì cho người khác biết được. Thiên cơ bất khả lậu cũng nói về trong cơ thể, trong bản thể của chúng ta. Nếu chúng ta không có tu thiền hoặc là sửa đổi tâm tánh thì chúng ta không đủ thanh tịnh để hiểu lấy bản thân chúng ta trước, khi hiểu được những gì xảy ra ngoài bản thể chúng ta. Các bạn đạo nào có ý kiến em? Thưa Thiên Cơ Bất Khả Lậu, tôi nói theo cái trình độ hiểu biết của tôi là Thiên Cơ Bất Khả Lậu đó là cái chuyện mà chúng ta không thể biết trước được. Cái chuyện đó là chuyện của ông trời định, trời định chúng ta không thể nói trước được. Bởi vậy cho nên chúng ta không nên bàn tới cái vấn đề đó để cho chúng ta động thêm, tại vì chúng ta không có thể tạo nó ra được, không có thể quyết định được, cho nên chúng ta không có, cái đó là do thượng đế, do cái đó không thể, cứ là nói chung là chúng ta không có thể biết trước được những cái chuyện là chúng ta không có làm ra được, cho nên chúng ta không thể biết được. Tại sao Thiên Cơ Bất Khả Lậu là Dạ, tôi xin tiếp lời của chị Tuyết. Thì dĩ nhiên là chuyện trời đất thì không bao giờ mình biết được, nhưng mà nếu có một người nào nó nói về thiên cơ đó thì mình không nên lưu tâm về cái chuyện đó. Nếu mình lưu tâm về chuyện đó tức là mình động rồi, tại vì cái chuyện đó không phải chuyện thật, nó như vậy. Và tức là thành ra dù có ai nói ra tức là cũng không phải là chuyện thật. Mình nên thanh tịnh để mình lo tu tâm, với mình quay về mình thì tốt hơn. Các bạn có thỏa mãn với câu trả lời hay chưa? Nếu mà chưa thì tiếp tục bàn tiếp, còn nếu mà đã thỏa mãn rồi, thấy các bạn nãy giờ giải đáp thỏa mãn rồi thì chúng ta sẽ đọc câu giải đáp của Đức Thầy. Mời thế nào có ý kiến để ra nữ học chứ. Anh Vinh trả lời anh. Đáp: thưa Thiên Cơ Bất Khả Lậu, tức là không biết trước được. Từ xa xưa cho đến ngày nay, không có một ai có thể biết rõ điều này, chỉ đoán mò mà thôi. Đó là luật nhân quả của trời và đất, đại sự chung là vậy. Người thành tâm tu sửa thì kết quả sẽ tốt, xác sẽ chấp nhận định luật, hồn sẽ thăng hoa tùy theo kỳ công mà chính mình đã tạo được. Kệ nhân lành quả tốt, thân tâm tiến, đạo đức tâm tư, tự tạo hiền, quy một tình trời trong sống động, vía hồn thanh tịnh, tự mình yên. Đọc chữ Việt Nam, dịch tiếng Tàu nữa. Thay đây là câu tiếp. Cô Vi là 19 tháng 11, 1997 hỏi: giữ mình thanh tịnh thì phải giữ làm sao? Giữ mình thanh tịnh thì phải giữ làm sao? Dạ, xin các bạn đạo nào xung phong. Chị Diễn Minh hàng thứ nhì. Giữ mình thanh tịnh, em nghĩ là mình phải giữ cái mình phải hành pháp điều nhiều điều và niệm Phật. Có bài học tới thì mình phải quay vô chính mình thôi, không có quay ra bên ngoài. Giữ mình thanh tịnh thế nên là cởi bỏ, không có giữ động loạn trong người, phải luôn luôn phải niệm Phật. Không có làm một chuyện nói mình muốn chỉ cho người Pháp thì cũng phải đến Pháp. Nó lại đi Pháp. Tôi rắc dịch. Nó lại đâu được. Nói lại là nữa thì nó rõ hơn là nói tiếng Việt là nói tiếng Pháp làm nữa là nó rõ hơn. Nói tiếng Pháp, nói tiếng Pháp rồi nói tiếng Việt nói trời nó không được. Như là không có ràng buộc gì thế, thả lỏng hả? Thả lỏng cởi bỏ hết như niệm Phật, niệm Phật như là donc que gardez votre sérénité ou attendre jusqu'à le gâteau bien cuit. Thầy nói là giữ sự thanh tịnh và chờ đợi cho cái bánh nó chín. Thầy nói đúng quá mà. Bánh mà chín tốt có thể niệm Phật, có khi là bánh chín. Theo con nói nghe thầy nói, giữ mình thanh tịnh nó có. Chưa có ai thử mình đó, mình biết mình thanh tịnh à. Có những người ta thử thanh tịnh đi mất hết. Tại sao nó đi mất vậy bác? À, tại sao lúc mà ta thử mình? Nó thử mình đó, mình thôi, nhìn không được thôi mình phải dậy lên. Yeah. Dậy đó, không dễ đâu. Nói gì được, rất là làm không được, tôi có bị rồi. Bây giờ tôi rơi ra tôi xin lỗi nó liền. Dạ, có bác không? Mình nghĩ mà muốn được thanh tịnh là điều rất khó. Mà mình muốn được thanh tịnh thì mình phải nhớ cái lời Thầy nói, giảng sự trên đời là không. Khi mà mình hiểu thấu được cái câu của Thầy nói cho rõ ràng thì mình coi cái gì không, không với mình. Giờ mình không thấy quan trọng, tâm mình không bằng, mình không nhận là thanh tịnh là không. Cũng cái kia rồi vậy là quay chập lan dịch năng của quay dịch thì quay lấy trên trẻ rồi dịch năng quay suốt đời trả khá lì hại anh năng thị dân à thấy nó nó tự giúp cử sĩ bảy năng thì các vị xin đó năng thì chúng ta cái là công nhân tên ở cái ra thì năng cái khai. Dạ, nó nói giáo dục cái chức năng của lưỡi dịch quê là lưỡi kinh chim trẻ bối chập lạc đi kinh quê. Nên ra các việc người các bạn sẽ là sao như thế. Là cần được không? Cô ở tiểu sĩ ở trong kia hả? 86 năm ngày khó qua, ngày qua đã 86 năm là bà đã thanh tịnh nhiều lắm rồi. Thanh tịnh như vậy thầy ơi, nó cứ nhớ một bánh trên đàn. Nếu đi khỏi thì chịu ạ. Tôi nghe được một cái câu lúc này cũng trao đổi với bạn đạo và biến như lôi nhất tâm thiền định. Bất cứ cái biến cố gì xảy ra tới đâu nữa mình cố gắng mình điều mình cũng qua. Là thầy thường giảng cho chúng ta nghe, tức là chúng mình không tưởng là chúng ta không nên hướng ngoại mà tạo động, chúng ta phải quay trở vào trong chúng ta. Quay trở lại chúng ta là như thế nào mà chúng ta có bao khó để làm. Và nhưng Yến Minh đã nói là cộng thêm niệm Phật là cái câu chánh là không nên hướng ngoại mà tạo động, đó là chúng ta giữ mình thân mình. Dạ, sau đây tôi xin đọc câu đáp. Đáp: thưa, muốn giữ mình thanh tịnh thì phải hành chuyển điện năng bộ đầu, tức là hành pháp, soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định liên tục thì sẽ hội tụ luồng điển tại trung tâm bộ đầu, liên hệ với thanh quan của Thượng Đế. Mỗi điều hướng tâm về đó, học từ bi và thực hiện từ bi thì sẽ không có điều sái quấy mà làm. Kệ hướng tâm sáng suốt chẳng tham lam, điển giới khai thông, tự thức làm, nhanh chóng không còn gieo ý trượt, bình tâm thanh tịnh chẳng còn tham. Ukovin ngày 10 tháng 11 1997 hỏi: ăn năn sám hối có lợi lộc gì cho tâm thân không? Ăn năn sám hối có lợi lộc gì cho tâm thân không? Cố gắng mình không phải là lòng nghiệp thân thì nếu mà mình sửa đổi mình thì mình vui lên, mặt mày nó vui lên, nó không có còn buồn bã như xưa. Đúng vậy không thầy? Thì tôi thấy cái mặt không thấy vui hơn xưa. Sao ăn lên? Dạ, ăn năn sám hối. Con em theo hiểu là tâm tốt, yêu sửa tâm. Chưa là chúng ta chỉ sửa tấm hơn. Chưa là đọc cứu rồi. Thôi, không là xong hối. Tâm là sửa tấm là... Có hữu ích gì cho tâm thân không? Đã có tâm vui. sáng đi cái này nhưng mà mặt nó mối mình sao cái là có cái tấm quyền xấu này làm việc được biết làm việc không sao thì chưa được mà sao thì chưa ông thợ sửa radio sửa được radio ông vui không? Mới vui mà sửa được tâm càng vui nữa. Sửa được sai lầm của mình thì càng vui, sửa được cái radio thấy vui rồi mà sửa được thì sai lầm của mình càng vui hơn nữa. Rồi làm sao mà sửa được nóng nảy mặt mày. Đó. Thưa ăn năn sám hối là một liều thuốc tự giải nghiệp duyên. Thật sự bằng lòng tu học giúp ích cho tâm thân và phần hồn tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Kệ ăn năn giải bỏ giận hờn, giận mê hờn, thực hiện công phu bỏ việc hơn, đời đạo song hành tâm thức giác, mê lầm giải tỏa điểm tâm hường. Vâng. Vua Covid ngày 11 tháng 11 97 hỏi tiến nhanh sẽ tiến làm sao? Tiến nhanh sẽ tiến làm sao? Dạ xin mời anh Vinh. Tiến nhanh theo cái ý nghĩa mà tôi hiểu là nếu mà mình tiến dục tốc bất đạt, mình làm thiếu kiên nhẫn, mình chỉ ước mong tiến tới thật nhanh thật lẹ đó, đôi khi có thể đi sai đường lối, cái gì phải từ tốn mà thực hiện. Châu Bảo đi. Tiến nhanh sẽ tiến làm sao? Thường gấp rút quá thì làm vậy. Vừa tiền vừa niệm Phật vừa công phu công quả công trình, không thể nào mà đi nhanh dễ dàng. Tiến nhanh sẽ tiến làm sao? Tiến nhanh thì dễ bị vấp ngã, không có thể nào mà đi một cách lẹ làm được nếu mình không có trì tâm niệm Phật, tu thiền chính chắn, làm công quả. Bây giờ nhiều khi mình có thể đặt cái câu hỏi một cách khác để cho mình có những cái câu trả lời nó khá hơn. Hỏi tiếng nhanh sẽ tiếng làm sao? Bây giờ hỏi lại coi có cách nào để tiếng nhanh không? Dạ cái cách để tiếng nhanh là thiền nhiều, đúng giờ, niệm Phật, làm việc phước thiện, làm việc tốt, giúp đỡ mọi người, sửa tâm sửa tánh. Thì cái đó chuyện đó thì hàng ngày mình cũng làm rồi, nhưng mà có cái gì thêm để cho mình tiến nhanh không phải là dục tốc bất đạt, nhưng mà tiến nhanh đúng theo cái tốc độ của nó. Tại có giai đoạn cũng như cái xe hơi mình sang số rồi sang số 1 thì nó dọn lên chút, sang số 2 chút, mà mình ở trong đạo mình nó có cái điều kiện gì để cho mình tiến nhanh hơn không? Hay là thiền thì ai nấy là tối cũng thiền rồi, niệm Phật thì cũng có người niệm rất nhiều. Mình có cái điều kiện gì khác hơn trong đạo mà để làm cho mình tiến nhanh hơn cái bước tiến hiện tại của mình? Tại mình tiến càng ngày mình phải tiến nhanh hơn chút xíu đó, mình mới, con đường nó dài lắm, không phải là mình cứ chờ tụt lùi rồi chậm, nhưng mà mình phải đủ điều kiện để cho nó tiến nhanh đúng theo cái chu trình tiến hóa của nó. Người ta biết nó sửa mình. Đó, phục vụ. Dạ thưa ạ. Bác Năm trai. Bác nói học tiếng mắt tám lắm. Lý do mắt nhưng mà hai giờ giờ mắt rồi thôi. Không được hiểu gì thêm. Mình thấy muốn tiến nhanh đến mới phải thành thật. Để thành thật được, mình muốn làm cái gì nó bị mờ lắm. Tiến nhanh cho con thấy hiện tại cần biết cái mục đích của mình, cái nơi mình đến. Mình phải cố gắng và tập trung tự vào cái chỗ đó để mình biết là mình đi vào. Chỗ đó là chỗ nào vậy thưa bác? Ví dụ như bây giờ đó mình muốn được cái tánh thì cái gì mà giúp cho mình được cái tánh thì mình cứ sự thực hành đó và đừng dòng đến đây nó chỉ không hết thôi. Mình đi tánh rồi nó chỉ là không còn tao nói vậy nhưng cho ta chưa chống lại rồi. Ta nói phải nhìn cái tánh của mình nếu mà mình muốn muốn thấy rõ cái tánh là mình phải nhìn cái tánh của mình. Dạ, khi nào con nhìn nó thì con nhìn cái bên chỗ khác thì con thấy bên kia. Bây giờ mình ráng mình nhìn cái một chỗ thôi là cái tánh của mình thì mình không thấy. Bên này bên kia nó cứ chi phối mình được. Giờ không chi phối được mình mới đi. Dạ, xin mời như vậy. Dạ, thì cháu xin hỏi bác Nam. Mình làm sao mình biết cái tánh mình ở đâu, mình nhìn cái tánh mình được thì mình mới sửa được. Khi mình không biết cái tánh ta ở đâu á thì làm sao mình sửa? Nếu mà mình không biết cái tánh mình thì mình biết cái tánh là cái chân không. Khi nào mình cái gì cũng có là mình đi sai cái tánh mình rồi. Mà cái gì giảng sự trên đời là không. Cái câu đó mình phải cần nhớ luôn luôn. Mà thầy luôn trong 17 năm không nghe thầy nói cho nó hoàn toàn. Giảng sự trên đời là không. Giảng sự trên đời là không. Tại sao vậy? Thầy nói mình tìm để trở về người dương. Em có ý kiến là em xin bổ túc thêm là mình muốn hiểu tánh đó, mình phải thật hại chính mình thiếu thật hại chính mình không thể nào hiểu tánh nổi. Mình có thể mình ngụy biện bất cứ cái gì cho tới bên ngoài nhưng mà mình không thể ngụy biện chính mình được, mình không thể mình sửa tánh được nếu mình không nhìn chịu khó nhìn lại cái tánh mình. Mà muốn nhìn mình phải chịu khó, mình chấp nhận cái xấu của mình trước một lần là hiểu tánh. Mình nói tiếng gì nó nhảm lắm. Rồi bây giờ cái câu tiếng nhanh sẽ tiến làm sao thì nãy giờ cũng có nhiều bạn đạo đưa ra nhiều cái ý kiến. Có bạn đạo nào đưa ý kiến khác không? Có thì bác. Đôi khoan. Dạ, thưa bác. Thôi nói tại. Người ta muốn tiếng nhanh thì phải bằng 3 thứ. Công phu, công quả, công trình. Dạ. Lập hạnh. Đó này được, mà nếu mà bằng một cái mà bỏ một cái cũng được. Nói như biết nhầm không? Phải lập hạnh. Phải thương người, phải sửa mình. Sửa dữ lắm mới được, chứ sửa dữ dừa không được. Rồi đó. Thưa, luồng điển trung tim bộ đầu liên hệ trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ. Mọi việc rất dễ cảm thông trong nháy mắt. Động là biết, nói là hiểu. Kệ tiếng nhanh liên hệ, tiếng thanh sống động cảm minh rõ các ngành, nhiều mối khai thông trong ý thức, trong ngoài thanh tịnh xét càng nhanh. Dạ, trong cái câu đáp này thầy muốn nhấn mạnh là mình tu cái pháp này về điển quang, mà điển quang phải tập trung lên trung tâm bộ đầu và phải liên hệ trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ thì lúc đó mới dễ cảm thông và dễ hiểu được mọi sự việc. Dạ, câu tiếp. Romovin ngày 12 đến tháng 11 97 hỏi: sáng từ trong tâm sáng ra là sao? Sáng từ trong tâm sáng ra là sao? Bảo Đen, dạ xin mời Bảo Đen. Chính từ đây khi mà đạo. Con đường cho ba năm. Từ trong tâm sáng ra. Để kiến thức cái pháp tu đã giải chân thức. Tâm tối là không. Thì từ đó tính lưỡi tại tâm tư tư tâm. Sáng từ trong tâm sáng ra là do nhờ mình có cái pháp tu, pháp lý vô vi vọng, pháp giải cái tự tư cũng như tâm tối. Thì từ cái sáng nó bốc trở ra, từ cái nguyên vị của mình đã có. Giờ kính thưa thầy, thầy cũng đã thường giảng là pháp luân thường chuyển huệ tâm tha. Thì nhờ cái chúng ta có mấy pháp, nhưng mà có cái pháp luân thường chuyển, nếu chúng ta làm đúng thì sẽ giúp chúng ta khứ trượt lưu thanh rất nhiều, và lúc đó mới mở cái huệ tâm của chúng ta. Thì chúng ta tu về điển phải dùng cái khí điển của trời đất mới rửa sạch được tâm hồn và khai triển bên trong, thì tự nó bóc sáng. Đã phải về. Đó. Thưa, sáng từ trong tâm sáng ra là sự quân bình của nội tạng, cộng với trí lực tu tiến đạt thành, trí ý thăng hoa sáng suốt, bao la thế giới ý tâm hòa, vỡ lẽ tràn khôn chẳng có xa, trực giác khai lầm không liếng tiếc, thực hành chánh pháp tự tâm hòa. Bộ Hoa Viên ngày 13 tháng 11 97. Minh tâm kiến tánh là sao? Minh tâm kiến tánh là sao? Chúng ta về các bạn nào tâm kiến tánh mình thật sinh lòng mình thành điều lặng chính lắng, thì ngày đó mình được cái tâm mình thanh tịnh. Thì khi tâm mình thanh tịnh là mình trở về cái nội tâm của mình, thì mình thấy tất cả những gì của cái những cái tật xấu mình vừa thay đổi, và cái tánh xấu mình thay đổi, thì cả những tâm mình khi mình giữ được cái thân tịch của mình, mình thấy tất cả những cái gì từ ở trong mình tự thay đổi từ mình sửa tánh, thì mình sẽ tiến mau hơn về cái tâm và tánh. Đưa xuống dưới quay thì bên quay. Nào, mình còn đi tới là gì? Nhà Phật pháp là điều lặng, thì cái con người thức tâm hiểu được, thì mới thấy cái tâm là từ tâm nó hiểu, thấy cái tâm của mình, thấy những cái thân là sống của mình. Nội anh có cái bài mình sửa, nhờ có pháp mới thấy được cái tâm của mình. Đáp. Thưa, minh tâm kiến tánh là tự thấy được tánh hư tật xấu của chính mình. Nếu bằng lòng tu sửa thì phần hồn sẽ được rảnh rỗi và nhẹ nhàng. Kệ tu hành sửa tiến, trí tâm an, giải cảnh trầm tâm tự bạc bàn, quy hội tình trời trong ý thức, triền miên học hỏi, trí tâm an. Bộ Hội Viên ngày 14 tháng 11 1997. Hỏi: lòng thành sẽ phát triển làm sao? Lòng thành sẽ phát triển làm sao? Dạ, xin mời anh Jose đến đây nói lớn này, nói lớn này. Nó sẽ được tụ tâm không đến đầu. Thì nói không thấy không kê là cái lòng tâm nó có hai cái đoạn, hai cái cổng. Thì cổng đời là cánh đạo thì tôi sẽ đã nói rồi, thì thời nếu mình thao tiếp thì lòng tâm tất nhiên mình sẽ được chúng ta tìm hiểu kính thể nó cũng là cái cần thiết. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý pháp nhân chị, về cái đường đạo thì tôi xin tiếp lời của Nose với bác Năm, thì tôi xin đồng ý. Nhưng mà riêng về phần mình á, thì lòng thành phát triển tức là mình hứa sao mình làm vậy. Lại là lòng thành sẽ phát triển làm sao? Dạ, lòng thành phát triển sẽ phát triển làm sao? Tôi nghĩ là mình hứa sao mình làm vậy và thành thật với chính mình, thì tự nhiên nó sẽ có cái kết quả là mình thấy cái tiến triển đó sau khi mình hứa sao mình làm vậy. Dạ, kính thưa thầy, con cũng xin thêm rằng tu ở đây thì tu về đạo thì nói về cái tâm. Nếu mà hành pháp mà cái tâm không thành á thì cũng như làm thể thao thôi, không có thể tiến được. Nếu mà chúng ta hành pháp mà cái tâm hành tối ngày hướng về trời Phật thì lúc nào cũng sẽ được sự giúp đỡ để tiến đúng theo cái chu kỳ tiến hóa của mình. Vì cái bề trên nó chính tâm, chính cái tâm thành của mình thành, lúc mình làm cái gì mình cũng thành tâm mình làm, hành pháp thì cũng lo hành pháp, làm việc giúp đỡ người khác cũng là làm tận tâm thì mình sẽ được cái sự giúp đỡ đó, mình tiến hóa dễ dãi hơn. Theo lời thầy dạy chúng ta làm cái gì phải làm như này giúp cái cùng như này vô hết ngại, chúng ta không có kể cái của, chỉ là tâm thành tình giúp đỡ là mình giúp cái cùng vô hết ngại. Xin đáp đây là câu hỏi chó, đọc câu đáp của câu hỏi chó. Thưa, lòng thành sẽ tự phát triển trong xây dựng, trí ý sẽ được tiến hóa dễ dãi, kệ trí ý phân minh tự tiến hoài, hai tâm mở trí chẳng làm sai. Ông tu ông đắc, bà không chuyển, ông tu ông đắc bà không chuyển, tự giác tự thông chẳng thị oai. Giờ sau đây chấm dứt cái chương trình tu học sáng hôm nay. Con xin thầy cho lời chỉ dẫn và con xin thầy dùng cơm sau đó. Tu phải công khai, phát triển, tìm hiểu mới được tiến bộ văn minh. Nếu chúng ta không tìm hiểu cái gốc gác của chúng ta là chúng ta không phải là người văn minh. Trở về thanh tịnh mới thật sự văn minh, nghe được, hiểu được, làm được mới là người văn minh của thời đại bây giờ. Năm thế kỷ 21 này phải nghe được, hiểu được và làm được. Dũng mãnh tiến hóa không còn trì trệ nữa. Thiên cơ nó thúc đẩy bao nhiêu sự nguy hiểm trước mắt của mọi người, mà nếu không làm trì trệ, trễ một phút là rồi. Cương quyết nói, nghe được, nói được, làm được mới là đứng đắn. Cho nên mọi người phải tham gia trong cái 1.8 này là dẫn dắt tâm trí con người phát triển. Trí tâm là chiếc tàu đi về quê. Trí tâm chúng ta không phát triển thì tu hoài cũng vậy thôi. Trí tâm phải phát triển, cho mọi người phải phát triển trong tinh thần bình đẳng. P8 nói gì mình có cái lý do phát triển tâm thức của mình, tu đến đâu mình bàn cãi đến đó, mình xây dựng cho chung. Đó là đại sự chung trong càn khôn vũ trụ. Vì cần người sáng suốt và thanh tịnh mới xây dựng được cơ đồ tiến hóa của thượng đế. Cho nên hôm nay các bạn cũng hiểu được một phần rồi. Các nơi cũng vậy, với ngày chủ nhật là đồng đều, từ bên Mỹ khắp các nơi cũng vậy. Tham gia, hồi xưa không biết gì hết, ở Việt Nam không biết gì hết, tầm tỉa chút đỉnh không hiểu cái gì hết. Bây giờ tham gia được 1.8, nói chuyện rất thông minh và phân giải cho mọi người cùng tu cùng tiến, huynh đệ chung vui trong một bữa ăn, tinh thần cởi mở, bình đẳng, thật sự mới thấy rõ Phật pháp là vô biên. Phật pháp không có biên giới, nơi nào cũng giúp đỡ mọi người tiến hóa. Ngay giờ phút này ở Hà Nội họ cũng thiền, cũng mà cũng cái tám vậy, cũng như chúng ta. Chúng ta tu không có biên giới. Lời chân lý là tận độ quần sanh, nơi nơi cũng có quyền thử và tiến như chúng ta thì mới xây dựng được cái cơ đồ tâm linh của thượng đế. Cơ đồ tâm linh là mạnh nhất trong càn khôn vũ trụ này. Tình thương và đạo đức là khí giới tối tầng nhất của thượng đế đang ban bố thì qua địa cầu. La confiance, la compassion, c'est la liberté. La compassion, c'est la liberté. Sự từ bi là sự tự do. Quý thầy đã đến đây tham dự buổi sinh hoạt chung của chúng con tại trường đường trong đầu năm. Cảm ơn rất nhiều tất cả các bạn đồng ý lớp tu học xây dựng là tôi mừng lắm. Thành thật cảm ơn. Mời thầy qua dùng cơm. Anh có lại đây. Tóc phai màu rồi về quê xe xứ ở đây làm gì? Ăn kỹ là được rồi. Anh làm gì không? Dạ.